Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào quý vị khán thính giả và chào Nhất Anh. Thưa anh Thắng, thì tới dịp này là mùa đông ở bên nước Mỹ của mình, thì thường thì Nhất Anh thấy là có rất nhiều cái khán giả thì hay chọn những cái địa điểm du lịch mà những cái nơi ấm áp để mà đi nghỉ dưỡng tránh cái khí trời mùa đông. Thì đối với anh Thắng được đi nhiều nơi, thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Thắng sẽ giới thiệu cho khán giả Người Việt TV địa điểm đâu đây anh Thắng? Nói đến mùa đông của chúng ta, tức là từ tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Đây là cái khoảng thời gian mà phía Bắc Bán Cầu rất là lạnh. Nhận anh đúng không? Nếu chúng ta đi qua Canada chẳng hạn, hoặc đi về bên Nga Xô, hoặc đi về bên Bắc Âu chẳng hạn, thì đây là khí hậu rất là lạnh. Thế tuy nhiên thì Nam Bán Cầu nó ngược lại với cái thời tiết của Bắc Bán Cầu của chúng ta. Thành ra nếu mà quý vị du khách muốn chọn một cái đất nước hoặc là một cái vùng đất mà khí hậu ấm áp mà mùa hè chẳng hạn, thì chúng ta nên đến Nam Bán Cầu. Nam Bán Cầu thì chúng ta có thể kể là trên một số những châu lục nào của chúng ta cũng có hai phần, chẳng hạn Châu Mỹ, Bắc Mỹ. Trung Mỹ thì nằm về phía Bắc Bán Cầu, còn Nam Mỹ thì nằm về Nam Bán Cầu. Bên Châu Phi thì cũng vậy, Nam Phi là nằm ở phía Nam Bán Cầu của chúng ta. Còn về Úc Châu là phía Nam Bán Cầu, và đó là những cái khu vực rất là ấm áp vào tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Và chúng ta có thể chọn một trong những đất nước đó, chúng ta có thể đi du lịch. Này anh Thắng mới vừa nhắc tới là Nam Mỹ, thì không biết Nam Mỹ thì nếu mà cho anh Thắng lựa chọn thì anh Thắng sẽ đi nơi nào ở Nam Mỹ anh Thắng? Nói đến Nam Mỹ thì quả thực thì đất nước, các khu vực thiên nhiên của Nam Mỹ cũng rất là đẹp. Và có một số những cái công trình kiến trúc của nó cũng rất là đặc biệt mà du khách có thể đến thăm. Chẳng hạn như ở Brazil, đến Argentina, Chile, Peru, hoặc là đi cao hơn nữa là Ecuador. Dĩ nhiên thì nói đến các thành phố cũng như các đất nước thì quá nhiều điểm để nói. Thế tuy nhiên hôm nay chúng ta có thể nói về một cái hải đảo, mà hải đảo đó nó lại thuộc về một cái đất nước nó nằm cũng rất là xa, đó là đất nước Chile. Chile là một đất nước, nó bề ngang của nó rất là hẹp, nó chỉ khoảng 150 cây số. Thế tuy nhiên chiều dài của nó từ Bắc xuống Nam á, nó có thể dài hơn tới 4.500 cây số. Thành thử đây là một cái chiều dài rất là đặc biệt, và cho chúng ta thấy cái khí hậu của Chile phía Bắc và phía Nam hoàn toàn đối ngược nhau. Thành ra tôi đến Chile đó, thì các khu vực mà tôi rất là thích thú, như tôi đến khu hoang mạc Atacama. Nó là nằm phía Bắc của Santiago. Santiago là thủ đô của đất nước Chile và coi như là trung tâm giữa Nam và Bắc. Nhưng mà phía Bắc thì có Atacama, là một hoang mạc rất là khô cằn, và nó là một cái hoang mạc cao nhất thế giới. Tức là nó nằm trên phía coi nhà phía cao đó, độ cao nó cao lắm, nó cao tới 4.8 cây số. Thành ra chúng ta thấy là đấy là một độ cao khá cao. Còn phía Nam, chúng ta đi phía Nam thì chúng ta lại thưởng thức những cái tuy là mùa hè, nhưng mà đến một số những cái khu vực thì tương đối thời tiết vẫn còn lạnh, đó là cái khu vực phía Patagonia ở phía cực nam của Chile. Có phải là tại vì cái đường đi tới cái đảo đó nó xa xôi trắc trở mà nó nhỏ như vậy thì làm cho cái việc đi của mình nó trở nên hứng thú hơn không anh Thắng? Thực sự cái đi khi chúng ta đến cái hải đảo đó thì phải nói thêm cái hải đảo tên gì. Hải đảo đó nó tên là Rapa Nui. Rapa Nui đó là một tên, người ta cũng không hiểu tại sao người ta đặt cho cái tên đó. Tại vì Rapa, tiếng của họ có nghĩa là vùng đất. Còn Nui là lớn, là vùng đất lớn đúng không? Nhưng thực sự cái hải đảo nó quá nhỏ đi, để quá nhỏ để mà chúng ta gọi cái đó là vùng đất lớn, thành nó chỉ có 160 cây số vuông thôi. Đó. Thành thử cái tên nó trái ngược, nhưng mà cái hải đảo này đặc biệt vào cái thế kỷ thứ 18 đó, nó do một nhà hàng hải người Hòa Lan, tên ông là Jacob, ông đã trên đường đi biển Thái Bình đó, thì vô tình ông đã tìm thấy cái đảo này. Lý do ông tìm được là ông không thấy cái đảo này trên cái bản đồ hàng hải của ông ấy. Thành thử ông đã tấp vào và ông đã tìm được cái đảo này vào năm 1722. Thì nãy anh Thắng nói là Rapa Nui, thì không biết là ngoài cái tên đó ra thì những người dân ở đó hay là du khách ở nước ngoài, người ta có đặt một cái tên nào khác cho cái đảo đó? Có Nhất Anh. Và phải nói thêm như này, là chúng ta hay nghe đến một cái đảo rất là lạ, là đảo Phục Sinh đúng không? Phần lớn chúng ta ngày xưa ai cũng có nghe lắng thoáng đâu đó tìm cái đảo gọi là Phục Sinh, là nó là của cái Rapa Nui. Tên của luôn thực sự nó chính là Rapa Nui. Năm 1722 đó, khi mà ông Jacob ông kiếm được hải đảo này thì ông kiếm ra đúng vào ngày chủ nhật, gọi là Easter
Sunday, yeah. ngày 5 tây tháng 4. Thành ra ông đã dùng ngay cái tên này, ông đặt tên cho cái hải đảo. Đó là ngày, là cũng là ngày phục sinh, thành ra ông đặt tên nó ngày phục sinh, tên đảo phục sinh. Yeah. Đó. Từ đó thì đối với người Âu Châu thì họ gọi đây là đảo phục sinh. Yeah. Còn đối với người bản xứ thì họ vẫn thích cái tên là Rapa Nui hơn. Dạ. Thì nghe anh Thắng giải thích thì anh mới biết là tại vì do cái ngày tìm ra cái đảo tìm đó, ra đảo là đó. Cái ngày phục sinh. Chứ không phải từ cái đảo đó là nó có liên hệ đến với Kitô giáo suốt từ ngày xưa đến giờ không có cái chuyện đó. Mãi đến thế kỷ 18 do một người tìm ra được vào cái ngày chủ nhật là Easter, thành từ đặt tên nó là Easter Island, tức đảo phục. Thì hồi nãy mình tới Kinh Thắng nói là cái đảo đó rất là nhỏ, thì như vậy nếu mà du khách tới thì du khách làm được gì ở đó hả anh Thắng? Nói về lịch sử chút xíu về cái đảo này. Đảo này thì người ta tin rằng cái đảo này là nó gọi là một trong những cái đảo của đa đảo. Đa đảo có nghĩa là Polynesian. Tức là cái hải đảo Polynesian thì nó lớn vô cùng. Có nghĩa phía cực bắc của nó đó là chính là quần đảo Hawaii. Mà cái phía nam của nó là một cánh khác của hình tam giác đó là New Zealand. Đó. Và cái kéo vào một cái cạnh khác đó chính là đảo Rapa Nui. Nó làm cái hình tam giác. Và trong cái khu vực tam giác người ta gọi là đa đảo. Là cái hình tam giác như vậy, nhưng mà mỗi góc là một cái đảo khác nhau. Và khác nhau. Hawaii. Nhưng mà nhất anh phải nhớ những cái hải đảo như vậy nằm trên cái biển Thái Bình Dương như vậy là lớn vô cùng. Tại vì bao gồm rất là nhiều quần đảo. Chẳng hạn như quần đảo Fiji, quần đảo Tahiti, Samoa, vô số các hải đảo nằm trên đó đều nằm trong cái gọi là Polynesian. Thành ra đây là một cái đa đảo mà. Thành ra họ có một cái văn hóa chung chung với nhau. Thành ra khi mà đến cái Rapa Nui đó thì du khách cũng có nhận thấy cái suy nghĩ của những người thổ dân ở đó thì nó cũng có một cái gì gọi là đa đảo. Thế tuy nhiên thì người ta tin là người ta đảo đến cái đảo Rapa Nui đó từ cái thế kỷ thứ 10, thứ 9, thứ 10 cho đến thứ 14. Và cho đến thế kỷ thứ 16 thì hầu như là họ có nhiều vấn đề. Và đặc biệt là khi mà người Âu Châu đến đó thì người Âu Châu đã gọi là đem theo bệnh hoạn và một số người đến đó để bắt những người thổ dân ở đó làm công tác gọi là nô lệ. Thành thử là cái số người dân của cái đảo Rapa Nui đó vào cái thế kỷ thứ 18 hầu như là bị xuống đến mức độ thấp vô cùng, là chỉ cả một cái đảo đó chỉ còn có khoảng 111 người. Thành thử đó là một cái chuyện không may mắn cho họ trong cái thời gian đó. Thế tuy nhiên thời mà thịnh trị của họ đó, tức là số dân lớn đó, thì người ta tính ước lượng rằng cái số dân mà ở trên cái đảo đó khoảng gần 20.000 người và nó chia ra khoảng 11 bộ lạc. Và dĩ nhiên các bộ lạc đó tuy là 20.000 người chắc là họ cũng có đánh nhau dữ dội lắm. Dạ, thế lịch sử là lúc nào cũng phải dạy hết. Đúng anh vậy. Thắng. Dạ, thì hồi nãy nhanh trở lại câu hỏi, nhanh muốn hỏi anh Thắng là ở đó thì du khách tới đó thì có thể làm được những gì, mà có những cái thắng cảnh nào mà du khách có thể tới anh Thắng? Có lẽ một cái điều là làm cho người du khách khắp nơi trên thế giới tò mò và hiếu kỳ đến cái đảo Rapa Nui này, đảo phục sinh đó. Cái lý do chính là trên đảo là mặc dù với cái số lượng người ít như vậy mà họ tìm ra được những cái tượng hình đã được đục khắc từ những cái núi và được dựng đứng ở trên đảo. Và những cái vào cái thời điểm mà của thế kỷ thứ 18 đó, người ta đã tìm ra được rất là nhiều tượng. Cái tượng đó thì ở bên Rapa Nui, cái người thổ dân họ gọi là tượng Moai. Moai là cái tượng đá được đục khắc ra. Tất cả những tượng này được đục khắc từ trong một cái dãy núi lửa. Và dãy núi lửa bây giờ nó trở thành một cái gò cao rất là cao. Và cái nham thạch của nó đã được người thổ dân đó đục khắc ra những cái hình tượng đang như mỗi người đàn ông rồi được dựng đứng ở trên cái thảm, cái thảm cỏ đó, hoặc là cả một cái vùng đất đó thì người ta đã dựng ra rất là nhiều tượng. Cho đến bây giờ trong cái vùng mà chúng ta đến thăm nó gọi Rano Raraku, đó là cả một cái vùng núi được đục khắc rất là nhiều, và người ta tính ra được tất cả khoảng gần 400 tượng như vậy. Dĩ nhiên là 400 tượng đó gãy đổ hoặc là đã từ trùng tu lại đều được dựng đứng ở chung quanh đảo hết. Và đó cũng là một trong những cái mà tạo cho người du khách có cái tò mò, không biết tại sao với một cái số dân ít như vậy mà làm như vậy để làm cái gì. Thì chúng ta đến tận nơi chúng ta mới nhìn thấy được cái đó, và chúng ta mới biết được tại sao cái người ở đó họ cần những cái điều đó. Và những cái tượng đó thì bỗng dưng nó trở thành giống như một vị thần bảo vệ họ. Giống như là tín ngưỡng của... Nó trở thành một cái tín ngưỡng của những người dân đa đảo tại Rapa Nui. Thì đó là một cái điểm rất là lạ, và chúng ta có thể, nhưng đặc biệt nhất nhất là nhất anh biết biết không, là khi người ta làm những cái tượng đó
thường thường ai cũng nghĩ rằng những cái tượng nó được dựng để hướng ra biển đúng không? Dạ. Đều. Nhưng không, tất cả những cái tượng đã được làm dựng và hướng vào trong đất liền và nhìn vào trong những người dân sống ở đó. Tại vì cái người dân ở đó họ quan niệm rằng tất cả những cái thần nhìn họ hàng ngày và họ nhìn lại thần hàng ngày và họ cảm thấy yên tâm được thần lúc nào cũng đói hoài bảo vệ cho họ. Thành đó là một trong những cái điều mà chúng ta đến nơi chúng ta mới thấy được điều đó. Mà ví dụ anh Thắng thêm một vài chỗ nữa đi anh Thắng. Một vài chỗ nữa ngoài những cái tượng để chúng ta có thể ngắm. Dĩ nhiên tượng nó còn có thêm những cái chi tiết rất là nhiều để chúng ta cảm thấy cái hay của nó. Chúng ta vào cái việc bảo tàng của Rapa Nui chúng ta mới hiểu thêm về cái cách sinh hoạt người thổ dân ở đây. Nhưng mà thêm một cái nữa về nói thiên nhiên. Thiên nhiên thì chúng tôi có dịp đến một cái miệng núi lửa ở phía cực nam của cái đảo Rapa Nui. Và khi mà tôi đến đây đó thì quý vị có thể nhìn qua những cái hình ảnh của video clip hoặc là những tấm hình mà chúng tôi đã chụp về đó, là những cái miệng núi lửa, đặc biệt là cái đảo này không có sông, không có suối nhớ anh. Thành thử mình nói ủa nếu không có sông có suối thì cái người thổ dân là lấy nước đâu ra họ sống. Nó cái tất cả những cái đảo Rapa Nui này nó hình thành với ba cái ngọn núi lửa và ba cái miệng núi lửa bây giờ là ba cái điểm chính ở trong cái đảo Rapa Nui. Và ba cái miệng núi lửa đó bây giờ nó đã trở thành những cái hồ nước lớn vô cùng. Tại vì nó bị đặt lại thành ra chúng ta lên đến cái miệng núi lửa chúng ta nhìn thấy nó là cái hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tại vì nước ở dưới đó khi chúng ta đứng ở trên nhìn xuống cái hồ nước ở dưới tức là cái miệng núi lửa đó, cái hình ảnh của bầu trời nó in đậm xuống dưới đó nó đẹp vô cùng. Thành ra tôi cho là thiên nhiên. Dĩ nhiên nói đến núi lửa là không ai ưa cả. Núi lửa thì toàn là màu đen, toàn là khói cho. Nhưng mà chính nhờ cho khói, chính nhờ những màu đen đó mà chúng ta mới thấy được cái nét đẹp của cái Rapa Nui. Và đồng thời thấy sự phì nhiêu của nó. Ngày xưa thì những người thổ dân đó họ sống sót rất là ít. Tại vì họ đã đục khoét tất cả những cây cối ăn uống. Họ không còn gì để ăn cả. Nhưng mà về sau này khi mà bắt đầu phương Tây bắt đầu đến và bắt đầu tiếp sức cho họ thì họ đã trở lại đời sống rất là khá. Và những cái thắng cảnh thiên nhiên nó bắt đầu thu hút những du khách. Thắng cảnh thiên nhiên như núi lửa nhé. Xong rồi những cái tượng Moai, nó là một cái văn hóa rất là hiếu kỳ cho người du khách đến thăm Rapa Nui. Và bây giờ thì chính phủ Chile họ cũng nhìn thấy cái gọi là cái phục sinh. Tôi chưa dùng chữ phục sinh. Tôi hiểu tại sao ngày xưa ông dùng cái chữ phục sinh mà đúng như cái chữ phục sinh đó là cái đảo bây giờ nó sống lại. Đó, hai đảo bây giờ bắt đầu sống lại, người ta đã trùng tu tất cả những cái tượng Moai người ta dựng lên và bây giờ du khách đến nhìn những cái tượng đó đứng ở bên dọc theo bờ biển hết. Và những cái miệng núi lửa, những cái văn hóa sinh hoạt và đặc biệt là bây giờ người ta cũng cố gắng người ta làm lại những vũ điệu văn hóa của người thổ dân ở Rapa Nui. Thành ra chúng ta đến chúng ta có thể ăn tối, chúng ta thưởng thức những vũ điệu mà quý vị có thể xem qua những cái hình ảnh video clip thấy đời sống của họ bây giờ nó khác. Và đặc biệt là cái đảo Rapa Nui này đó, tôi thấy có một cái điểm là dân lướt sóng rất là thích. Và cái điểm là sóng của cái bờ biển của Rapa Nui đó là cái đợt sóng kéo rất là dài. Thành thử có những cái đợt sóng mà nó kéo từ xa mà cái người đứng lướt sóng mà chạy suốt từ xa mà chạy thẳng vào bờ luôn. Nên vậy đối với những người trẻ mà thích đi lướt sóng là chắc chắn là tới Rapa Nui thì sẽ rất là thích. Rapa Nui là một cái chỗ để đi, chúng ta có thể đi hiking, chúng ta đi những cái gọi là activity của nó thuộc về những cái hơi sport một chút. Thì tất cả những quý vị nào thích về hiking, thích về sport thì Rapa Nui là một nơi để chúng ta có thể đi hiếu kỳ, đi xem những cái tượng Moai ngày xưa họ làm sao. Bây giờ trên những cái vùng núi mà tôi vừa nói là Rano Raraku đó, thì nó còn có những cái tượng Moai họ làm được một nửa rồi, còn một nửa họ chưa có hoàn tất, nhưng mà có thể họ bankruptcy rồi, họ phá sản rồi, không làm tiếp nữa. Thành thử chúng ta đến đây chúng ta cũng còn nhìn thấy những cái di tích họ còn để lại, những di tích đó có thể 300-400 năm nay rồi. Đó. Thành ra đối với tôi cái đảo Rapa Nui vẫn là một cái rất là đặc biệt để chúng ta có thể đến thưởng ngoạn. Thế tuy nhiên đường đi đến Rapa Nui không có dễ dàng chút nào cả. Du khách có thể đến Santiago là thủ đô của Chile. Và từ đó chúng ta đáp chuyến bay đi vào Rapa Nui. Và đặc biệt cái đường bay của Rapa Nui cũng là đường bay của các phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ á, trong trường hợp mà trục trặc á, có thể đáp xuống đó được. Cảm ơn anh Thắng và hẹn anh Thắng trong chương trình kỳ sau. Nhất Anh kính chào tạm biệt và hẹn quý vị và khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.